Xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em test nguyên một combo, trong đó gồm có 3 sản phẩm: một con Ly Acuphase E305, một con CD Sony 3 Sonam SG và một đôi loa tai noi 3828 là đôi Advent mà K2 kiền vuông. Bộ 3 sản phẩm này em test để gửi cho bác khách ở thành phố Vũng Tàu. Bộ 3 thì rất là đẹp nha, về máy móc lẫn hình thức, và một điều đặc biệt là phải zin, zin tuyệt đối cho các bác nha. Rồi thì đây là hình thức cặp loa, là nguyên mộc nha, nguyên mộc. Anh em xem nè, góc cạnh nè, tuyệt vời luôn. Đó, con này thì còn tuyệt vời luôn. Đó, con này đẹp lắm. Rồi em sẽ quay loa trước xong rồi em mở cái căn nè các bác luôn nha. Đó, vân gỗ còn tuyệt vời, không có tút tít gì hết anh em nhé. Lo này thì về chúng ta chỉ cần lau, lau để cho nó lên nước nè, đẹp mà, lau bóng nè, rất là đẹp nha. Đó, rồi và bây giờ em xin phép khui căng nhé. Một đôi lo tuyệt đẹp các bác nha. Đây, một bát 40 gần mút, tuyệt đẹp anh em nhé. Cực đẹp luôn. Anh quên lấy bước chân hai chúng. Rồi, thế bên đây nhá. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Coi ngân tiếng dài. Logo là cũng còn vàng nha, không có bị ten nha các bác nha. Đó. Lo rất đẹp nha. Rồi và em cũng xin báo giá cho từng sản phẩm để anh em nào có nhu cầu đặt hàng với em. Đối với cặp loa Advent MK2 3828 này, kiền vuông này, thì nó có cái mức giá luôn luôn ở shop em là 54 triệu bao ship nhá. Con đầu CD Đợi Nông 3 số 5 SG đẹp xuất sắc, khiển học là 11 triệu 500, khiển riêng là 12 triệu. Con Ly Acuphase E mà 305 có hai gỗ hai bên cùng combo rất đẹp, thì con này giá đang có giá là 42 triệu 500 ngàn nhá, 42 triệu 500 ngàn, tuyệt đẹp. Đấy, nguyên combo có hai gỗ hai bên rất đẹp nha, lo còn tuyệt vời, nguyên bản hết, lo rất đẹp các bác nha. Đó. Và test cái bản nhạc khách yêu thích, đó là bài Một Mình của Lâm Phương do ca sĩ Phương Thảo trình bày nha. Rồi, test theo yêu cầu của bác khách luôn. Thì em test xong em sẽ quấn lại, thì ngày mai có xe giao cho khách trực tiếp ở Vũng Tàu luôn nha.
còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình rồi người mang, tình duyên trong mối một kiếp đau đớn. Có tình, tình trong chân ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì cho rồi. Đây là một đoạn nhạc chuyên về thiên về lời anh em nhé. Giờ em sẽ đổi một cái tông nhạc nó có tiếng bass để cho anh em mình nghe cảm nhận tiếng bass em này rất là mềm và rất là sâu ngọt anh em nhé. Cũng là nhạc trữ tình, nhạc vàng thôi. Một đoạn thôi anh em nha. Rất là hay. Bản số 8 này em ạ. Đây anh em nghe ha, tiếng bass xuống rất là sâu ha. Ở đây là bass em để có mức 5 thôi nè.
bass để mức 5 nè, trap để chưa tới mức 6 nha. Đấy. Rồi, rất là tuyệt vời cho đôi lo và bộ combo như thế này, rất là vừa, rất là hợp với nhau nha. Và tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Đôi bộ nguyên combo này là bác khách đã đặt trước nha. Đặt trước em đây vài ngày rồi, hôm nay về đầy đủ đây, ngày mai em tiến hành giao cho bác luôn. Tới đây thì em xin kết thúc clip và xin cảm ơn em rất nhiều ạ.